Chào các bạn, nay hướng dẫn các bạn in tem điện thoại tự thiết kế bằng máy in tem UV379 sử dụng app Ring Label. Các bạn có thể lên Google đây App Store các bạn tải về nha. Này nha. Đó. Bạn tải về xong các bạn mở ra. Rồi nó yêu cầu các bạn bật YouTube nè, các bạn cho phép. Rồi. Giao diện chính của nó nè, đó, các bạn qua setting nè. Các bạn chọn connect, các bạn chọn Bluetooth. Ok. Rồi các bạn chọn khổ giấy. Thì mình sẽ test thử cho các bạn bằng giấy in tem 3522 hai tem. Mình sẽ dùng cái giấy này in thử cho các bạn coi. Đó, giấy này. Đó, các bạn gấp giấy vô. Để 2G vô nè. Rồi giấy đẩy sát về bên tay trái. Rồi trong nắp đậy. Bật công tắc bên hông, bật công tắc lên. Mình thử nè, nó chạy ra một tem nè. Rồi bây giờ mở đầu mình thử nè. Mình chọn ra beo quay, mình chọn 35, chiều cao chọn 22. Thì cái này hai tem nâng cấp ở cái dòng number of ra beo, các bạn chọn số 2 đó. Rồi các bạn chọn edit, các bạn tạo thử nè, input chữ nè, test chữ. Mình muốn sửa nội dung thì mình nhấp nhấp đúp vô. Đó, mình sửa nội dung của nó này. Như này sản phẩm 1 đi. Rồi mình bấm nút trở lại nè, mình phải bấm cái nút bên này nha, trở lại. Đó, thì nó mới vô về cái mình sửa nè, sản phẩm 1. Đó, mình tự thiết kế thôi, cái này mình để. Rồi muốn bật mở vạch thì chọn qua ba code nè, chọn code đó, nó có hiện cái mã code cho mình nè. Đó. Muốn sửa cái mã code thì cũng nhấp nút vô sửa. Mình sửa số, mình muốn sửa số như mình sửa 1 3 5 7 9 8 gì đó, mình xong rồi mình chọn cái nút bên này để mình chúng trở lại nè. Đó, nó sẽ sửa theo cái số mà mình chọn. Đó. Sau khi mình thiết kế xong rồi đó thì mình bấm in nè, mình bấm ngay cái nút giữa, mình chọn connect, nó báo rồi nó connect nè, mình chọn vô connect, rồi bấm tìm kiếm này, search. Nó sẽ hiện ra cái máy in này là cứ nối Bluetooth á, cái máy này là máy Bluetooth nha, rồi cứ nối vô Bluetooth, nó có yêu cầu nhập bass thì nhập 4 số 0 vô, nhập rồi nè, đó, rồi bây giờ mình in thử nè. Mình số lượng tem thì mình in hai tem mình phải chọn số lượng khoảng 2, 4, 6 gì đó nè. Giờ mình in thử hai cái đi, đúng, ok. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình in thử thêm nè, mình thử 4 cái, ok. Xé ra. Tem lên ra vậy nè, đó. Rồi đó, mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách in tem tự thiết kế trên điện thoại kết nối Bluetooth nha, của máy Yveo 3.9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.